Chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Chương trình kỳ này có những nội dung chính sau đây. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra làm việc với công ty Tây Nam và Bảo tàng miền Đông Nam Bộ. Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Quân khu 7 kiểm tra thực hiện quyết định 62 tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Khai mạc liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015. Phần cuối chương trình là phóng sự xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn quân khu 7. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Trong chuyến công tác phía Nam, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vùng 3 cảnh sát biển. Cùng đi có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua kiểm tra tại các đồn biên phòng của tỉnh Tây Ninh và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao những kết quả của các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đồn biên phòng luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan, thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra, trao đổi thông tin, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị. Thăm và kiểm tra chốt dân quân Bào Năng và đại đội 61, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu cán bộ chiến sĩ hai đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và đơn vị bạn trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Dùng cảnh sát biển 3 và biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cùng với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuần tra và đấu tranh tội phạm trên biển. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, trường sĩ quan lục quân 2 tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016. Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự. Năm học 2014-2015, trường sĩ quan lục quân 2 đã thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo, vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, đổi mới hình thức thi và kiểm tra. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên học viên từng bước được nâng cao. Cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học. Kết thúc năm học, toàn trường có trên 88% học viên tốt nghiệp ra trường đạt khá giỏi. Năm học 2015-2016, nhà trường tiếp tục đổi mới hoàn thiện chương trình nội dung và phương pháp dạy học theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu yêu cầu đào tạo. Chú trọng huấn luyện cho học viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở cho các chuyên ngành đào tạo, có khả năng phát triển và phục vụ lâu dài trong quân đội. Ngày 10 tháng 9 năm 2015, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2010-2015. Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị. 5 năm qua, Tổng cục Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp đã được ký kết. Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước với nhiều nội dung phong phú, trong đó tập trung vào thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nghị quyết 20 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phối hợp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng công đoàn các cấp, đơn vị quân đội vững mạnh và thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội. Tại hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng cho 40 tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động thời gian qua. Ngày 10 tháng 9 năm 2015, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã có buổi làm việc với công ty Tây Nam về triển khai các chủ trương hợp tác, các dự án với đối tác và hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra tiến độ thực hiện chủ trương hợp tác của các dự án cao ốc văn phòng công ty Tây Nam, cụm tòa nhà trung tâm thương mại kết hợp văn phòng khách sạn 5 sao, dự án căn hộ 157-163 Đào Duy Anh, dự án cung cấp xăng dầu hợp tác với công ty Thanh Lễ. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Đơn khẳng định, đây là các dự án có quy mô lớn hiện đại. Việc hợp tác và triển khai các dự án giữa công ty Tây Nam và các đối tác phải được chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực và nhân lực,
để có thể thực hiện và hoàn thành tốt, góp phần hoàn thiện quy hoạch mỹ quan cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, tạo ra những tiện ích cho người dân và du khách đến tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra và làm việc với cán bộ nhân viên Bảo tàng miền Đông Nam Bộ. Sau khi nghe chỉ huy bảo tàng báo cáo về tình hình nâng cấp trùng tu quy hoạch bảo tàng, đồng chí Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, đây chính là những giá trị vô giá về mặt tinh thần của Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân miền Đông Nam Bộ. Vì vậy, Bảo tàng miền Đông Nam Bộ có trách nhiệm quản lý tốt các hiện vật hiện có, không để xuống cấp hư hỏng, tăng cường việc kiểm tra giám sát bảo vệ các hiện vật, tuyệt đối không để xảy ra mất mát, đặc biệt là các bảo vật quốc gia. Đối với dự án xây dựng trụ sở mới công ty Đông Hải, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu lãnh đạo công ty phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, trình Tư lệnh Quân khu phê duyệt. Ngày 8 tháng 9, đoàn cán bộ học viên Học viện Quốc phòng Bangladesh do chuẩn đô đốc Muhammad Anwarul Islam, giảng viên cao cấp Học viện Quốc phòng Bangladesh, làm trưởng đoàn đến thăm quân khu 7. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cùng thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã thông báo với đoàn một số nét tiêu biểu của lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn sẽ làm tăng thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Bangladesh và Việt Nam nói chung và Quân khu 7 nói riêng. Thay mặt cho đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng Bangladesh, chuẩn đô đốc Muhammad Anwarul Islam cảm ơn lãnh đạo Quân khu 7 đã dành thời gian đón tiếp đoàn và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 7 tạo điều kiện để các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đơn vị, góp phần xây dựng quân đội hai nước ngày càng phát triển. Trong các ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2015, Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Quân khu và các cơ quan quân khu kiểm tra việc thực hiện quyết định 62 và quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước. Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 24, qua 3 năm thực hiện quyết định 62, hai địa phương thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước đã giải quyết được 70.000 đối tượng, trong đó quân đội giải quyết trên 60.000 đối tượng. Ngành thương binh xã hội gần 2.600 đối tượng và công an gần 100 đối tượng. Mua bảo hiểm y tế cho gần 70.000 đối tượng và giải quyết tiền mai táng phí cho hàng trăm đối tượng. Phát biểu kết luận ở các buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao tiến độ thực hiện của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước, đồng thời chỉ đạo thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, kiện toàn Ban Chỉ đạo 24 các cấp tập huấn nghiệp vụ. Vì đây là chủ trương lớn của Đảng nên cần phải tăng cường công tác kiểm tra, tránh sai sót gây bất bình trong dư luận nhân dân. Mỗi ngày, mỗi người bớt một nắm gạo trong tiêu chuẩn của mình để góp vào hũ gạo tình quân dân. Mô hình đang được triển khai tại Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng những hạt gạo nghĩa tình đã góp phần làm ấm lòng đồng bào nghèo trên địa bàn đơn vị đứng chân. Cứ vào đầu tháng 3, bà Ca Thuộc ở thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng lại được các anh bộ đội ở Trung đoàn Bộ binh 994 mang gạo đến tận nhà. Hai em nhỏ Ca Kiên năm nay học lớp 5 và Ca Diệu học lớp 2 được bà ngoại Ca Thuộc nuôi nấng từ 7 năm nay khi mẹ các em qua đời. Không ruộng, không vườn, cuộc sống qua ngày của ba bà cháu dựa vào tình thương của người thân, làng xóm và số tiền trợ cấp khó khăn của hai em nhỏ. Từ ngày được Trung đoàn Bộ binh 994 hỗ trợ gạo hàng tháng, cuộc sống của ba bà cháu đã không còn phải lo cảnh bữa đói bữa no. Cháu thì ăn, bà được ăn thì dư. Còn tiền thì mới thì nhà nước cấp từ một tháng là 3.408. Cái đó thì mừng. Năm nay thì cũng tại cho bữa cho sai thì khỏi mưa, mình mua con áo của cho nó. Thôi thay mặt cho Đảng ủy và chính quyền địa phương, tôi đánh giá rất cao về cái tình cảm mà trung đoàn đã dành tới địa phương và đặc biệt là dành cho bà con dân tộc nghèo tại thôn Nha Sơn. Được phát động từ tháng 4 năm 2015, đến nay mô hình hũ gạo tình quân dân ở Trung đoàn Bộ binh 994 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Kết quả mỗi tháng tiết kiệm được trên 100 kg gạo để giúp đỡ cho ba em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn Đăng Srôn, bình quân mỗi em 30 kg một tháng. Về trung đoàn huấn luyện là xác định là một đồng chí như vậy là chỉ cần khoảng nửa trăm gram gạo thôi thì cũng có thể là nuôi sống và giúp đỡ được những cháu nghèo để vượt khó học trong học tập. Thì chúng tôi đã cho các cái cơ quan tính toán để làm và mỗi ngày như vậy là mỗi chiến sĩ đóng góp một chút
gạo không nhiều, thế nhưng mà đó mang một ý nghĩa rất là lớn. Với tinh thần nhường cơm, sẻ áo, dù là việc làm nhỏ, nhưng mỗi hạt gạo nghĩa tình đến được với những hoàn cảnh khó khăn thật ý nghĩa. Mong rằng mô hình hũ gạo tình quân dân ở Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng ngày càng lan tỏa rộng khắp để nhân lên niềm vui, hạnh phúc cho những mảnh đời cơ cực, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, xây dựng và củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong thời kỳ mới. Ngày 9 tháng 9 năm 2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố tổ chức buổi họp báo công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo. Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày một số nội dung trọng tâm để nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và nội dung tuyên truyền trên báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Trả lời các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí, đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy dân chủ, góp phần xây dựng nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10 thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân để tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Long Trọng tổ chức khánh thành đền thờ liệt sĩ thị xã Long Khánh. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Trung tướng Phạm Văn Chỉ, Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Quân khu 7 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Công trình đền thờ liệt sĩ thị xã Long Khánh được xây dựng trên khu chiên rộng 3 hectare, tọa lạc tại xã Suối Tre, dọc theo quốc lộ 1. Công trình gồm các hạng mục như đền thờ chính, nhà tiền tế, nhà truyền thống, nhà quản lý, bia tưởng niệm, cổng tam quan, tường rào, hồ nước, thảm cỏ, với tổng mức vốn đầu tư gần 65 tỷ đồng. Công trình còn nhận được sự đóng góp to lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài tỉnh, với số tiền trên 10 tỷ đồng. Sau hơn 400 ngày khẩn trương thi công, công trình đền thờ liệt sĩ thị xã Long Khánh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, tâm linh nhằm ghi công và thể hiện sự tưởng nhớ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đồng bào chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày 10 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị 15 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc nắm tình hình, tăng cường quản lý bảo vệ biên giới Việt Nam Campuchia. Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các quân khu 579, lãnh đạo các địa phương có đường biên giới với Campuchia và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các địa phương. Trước thực trạng thời gian gần đây tình hình trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia diễn biến phức tạp khó lường, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ra chỉ thị về việc nắm tình hình, tăng cường quản lý bảo vệ biên giới Việt Nam Campuchia với 6 nội dung lớn. Theo đó, các cơ quan đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt các quy định pháp luật mỗi nước, chủ động quan hệ gặp gỡ trao đổi các cấp để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với bạn, có phương án ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ đầu các vấn đề phức tạp, không để diễn biến xấu lan rộng, không để xảy ra căng thẳng xung đột, không để bị động bất ngờ. Ngày 10 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra lễ khai mạc cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015. Đến dự có ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 1.000 diễn viên nghệ sĩ đến từ 21 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, bài bản, các chương trình thi diễn đều có chủ đề, tư tưởng và nội dung mang đậm giá trị nhân văn, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, tinh thần bất khuất, truyền thống cách mạng của nhân dân ta trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, phản ánh vẻ đẹp của con người Việt Nam trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngoài ra, các đoàn còn mang đến hội thi nhiều bản sắc văn hóa vùng miền, thể hiện sự đa dạng phong phú trong nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam. Qua cuộc thi lần này, nhằm tổng kết đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động nghệ thuật của các đơn vị ca múa nhạc chuyên nghiệp trong 3 năm qua,
từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm về công tác quản lý, phương thức hoạt động, sáng tạo nghệ thuật trong giai đoạn mới và định hướng phát triển những năm tiếp theo của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Sáng ngày 13 tháng 9 tại khu văn hóa Đầm Sen, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long đã tổ chức lễ trao học bổng khuyến học Chúng em sẽ giỏi cho học sinh sinh viên là con cháu cựu chiến binh nghèo vượt khó học giỏi năm 2015. Kể từ khi ra đời, quỹ học bổng khuyến học Chúng em sẽ giỏi, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 5 đợt trao học bổng cho hơn 2.500 học sinh sinh viên nghèo là con của cựu chiến binh và cựu quân nhân với số tiền trên 3 tỷ đồng. Hoạt động hiệu quả của quỹ học bổng khi đã giúp đỡ hàng trăm học sinh sinh viên nghèo vượt khó, hoàn thành chương trình học tập, tốt nghiệp, có việc làm ổn định, đóng góp cho xã hội, hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những sự đóng góp của các cá nhân tổ chức để quỹ có thể giúp đỡ nhiều hơn các học sinh sinh viên nghèo hiếu học. Những phần học bổng được trao tuy giá trị không lớn nhưng là món quà mang nghĩa tình đồng đội, dấu ấn tri ân, đồng thời là sự ghi nhận sự cố gắng của các em học sinh sinh viên, con của cựu chiến binh và cựu quân nhân. Đây sẽ là nguồn động lực giúp các em tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn đức luyện tài để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Ngày 11 tháng 9, Trường Cao đẳng Nghề số 7 tổ chức kỳ thi sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe quân sự năm 2015, hạng DCE cho quân nhân các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 7. Có 119 thí sinh là đội ngũ lái xe trong lực lượng vũ trang quân khu tham gia sát hạch. Các thí sinh phải trải qua hai nội dung là lý thuyết và thực hành. Việc tổ chức thi sát hạch với mục đích rèn luyện khả năng lái xe, cập nhật những kiến thức mới về kỹ thuật lái xe ô tô, phục vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sau này. Đồng thời, kỳ thi cũng là cơ sở để chỉ huy các cấp nắm rõ khả năng trình độ của đội ngũ lái xe và cũng chính là điều kiện để đội ngũ lái xe nâng hạng giấy phép lái xe của mình, tạo điều kiện cho việc xét duyệt thăng quân hàm cho bản thân. Cùng ngày, tại Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Trường Cao đẳng Nghề số 7 tổ chức khai giảng đào tạo lái xe khóa 1. Đây là bước tiến mới của nhà trường khi tăng cường giáo viên và xe ô tô xuống tận cơ sở để đào tạo. Tham gia lớp đào tạo có 30 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và một số đối tượng dân sự có nhu cầu học lái xe. Khóa học sẽ đào tạo trong thời gian 2 tháng, sau đó học viên sẽ được thi cấp bằng tại Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Công đoàn Cơ sở Xí nghiệp May Cục Hậu Cần tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ 2012-2015. Báo cáo trung tâm tại đại hội đánh giá, những năm qua hoạt động của Công đoàn Cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức. Hoạt động đúng chức năng là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo. Chỉ huy đơn vị góp phần xứng đáng cho việc xây dựng chi bộ, xây dựng công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ việc hiệu quả trong tham gia quản lý, ý thức chấp hành nội quy của xí nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp hoàn thành ở mức cao, doanh thu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước từ 10 đến 15%, thu nhập bình quân hơn 5.200.000 đồng một người một tháng. Công đoàn đã trích quỹ gần 340 triệu đồng hỗ trợ công đoàn viên khi ốm đau, hữu sự, giới thiệu 8 đoàn viên công đoàn phát triển đảng và kết nạp với 150 đoàn viên công đoàn. Nằm trong đội hình của Cục Kỹ thuật Quân khu 7, xưởng sửa chữa vũ khí OX-1 có chức năng nhiệm vụ là sửa chữa đồng bộ, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị khí tài, sửa chữa súng, pháo các loại cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Nghiên cứu sản xuất vũ khí tự tạo. Nhờ triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ nên nhiều năm liền đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xưởng OX1 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Cục Kỹ thuật về công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, tổ chức thực hiện nghiêm việc xuất nhập xe pháo, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, đúng chủng loại, đồng bộ, chất lượng tốt cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức sản xuất hàng ngàn chi tiết phục vụ cho nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng. Sản xuất tụ súng, giá súng, bộ binh, bàn lao súng, đóng hòm đạn theo kế hoạch của ngành, đặc biệt đã thiết kế có cải tiến, sản xuất thực hiện lắp đặt 21 láng pháo cho các đơn vị như Quyền đảo Phú Quý, Côn đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Lữ đoàn Phòng không 77. Thiết kế và chế tạo thành công pháo giả có đầy đủ các tính năng theo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Đặc thù của xưởng OX1 chúng tôi là một cái đơn vị nhiệm vụ trọng tâm là sửa chữa đồng bộ vũ khí, khí tài, trang bị cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập. Với cái đặc thù như vậy thì cái nhiệm vụ bảo đảm an toàn là đặt đến hàng đầu. Thế cho nên đối với Đảng ủy thì có cái nghị quyết lãnh đạo năm, đặc biệt là trong các cái dịp mà sửa chữa lớn theo kế hoạch của trên
hoặc là cơ động đi sửa chữa thì đều có cái nghị quyết lãnh đạo để thực hiện cái nhiệm vụ này. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xưởng OX1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ tình hình nhiệm vụ của trên và của cấp mình. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững và tăng cường đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy, chỉ huy, mở rộng dân chủ trong đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ xưởng OX1 quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, niêm cất súng pháo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nâng cao sức cơ động chiến đấu, sử dụng thành thạo các phương tiện vũ khí trang bị là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 74 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận. Bộ đội sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị là góp phần nâng cao trình độ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu tốt khi có tình huống. Đây là buổi kiểm tra bắn đạn thật Đại Liên PKMS trên xe thiết giáp. Mỗi xạ thủ có thời gian bắn 1 phút, đạn 20 viên tiêu diệt 4 mục tiêu ẩn hiện và di động. Để hoàn thành nhiệm vụ, xạ thủ phải thao tác nhanh, chuẩn xác từng loạt bắn và đúng thời cơ xuất hiện của mục tiêu. Kết quả kiểm tra làm nức lòng cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị, 100% đạt khá và giỏi, đúng tình huống chiến thuật, sát thực tế chiến đấu, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí. Kết quả này phản ánh rõ nét quá trình tổ chức huấn luyện, tập luyện của đơn vị. Qua nâng cấp xe sẵn sàng chiến đấu vừa rồi, thì cái mạnh là xe bảo đảm được cái tính năng kỹ thuật chiến thuật trong quá trình cơ động, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và đơn vị. Cái thứ hai là nó nâng cao được cái sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tuyệt đối an tâm tư tưởng để mà sẵn sàng phục vụ, bảo đảm công tác chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu tốt. Đầu năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đầu tư nâng cấp cải tiến toàn bộ hệ thống xe thiết giáp của đơn vị. Sau cải tiến nâng cấp, xe có tình trạng kỹ thuật tốt, các cụm, hệ thống trên xe đồng bộ, hoạt động ổn định, tiết kiệm được trên 50% nhiên liệu so với trước, cơ động nhanh, an toàn, bảo đảm tốt cho bộ đội huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, đơn vị thường tổ chức huấn luyện chiến thực hành, huấn luyện chiến đấu dã ngoại để nâng cao cái hiệp đồng của các thành viên trong một cái kiếp xe cho nó chặt chẽ, nâng cao cái trình độ về kỹ chiến thuật. Thứ hai nữa là về cái yếu tố bản lĩnh trong quá trình sử dụng các cái vũ khí. Để thực hiện tốt chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, phải đẩy mạnh nhiều biện pháp tổng hợp và quan trọng nhất là sự khổ luyện, tập luyện không ngừng của bộ đội để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác dân vận của Đảng trong lực lượng vũ trang quân khu 7 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng kể. Công tác dân vận đã tham gia trực tiếp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường quốc phòng an ninh, tạo thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác dân vận là một mặt công tác cơ bản của Đảng, yếu tố quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, phát huy sức dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định được tầm quan trọng của công tác dân vận với vị trí chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân vận, gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận, coi phong trào dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt là điều kiện quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nội dung dân vận khéo được xác định là khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực và hiệu quả cao trong công tác dân vận. Theo đó, các cấp đã chủ động tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận sát với từng đối tượng, địa bàn và điều kiện hoạt động của đơn vị.
lực lượng vũ trang quân khu 7 đã tham mưu phối hợp củng cố kiện toàn được gần 2.000 tổ chức đảng, 120 tổ chức đoàn thể quần chúng. Quân khu đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 400.000 lượt cán bộ đảng viên, 36.100 lượt chức sắc chức việc tôn giáo, gần 1.000 già làng, trường ấp người dân tộc, phối hợp giáo dục quốc phòng cho hơn 380.000 học sinh sinh viên, chủ động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho nhân dân tuyến biên giới, công nhân chủ nhà trọ ở các khu công nghiệp. Các đơn vị đã sửa chữa, nâng cấp, làm mới được gần 900 km đường giao thông liên thôn, liên xã, nạo vét khơi thông, nâng cấp được 700 km kênh mương nội đồng, tu sửa xây mới 115 trường học, làm mới 307 căn nhà, hỗ trợ 619 tỷ đồng giống vốn sản xuất cho nhân dân địa phương, giúp hơn 1.000 hộ dân xóa đói giảm nghèo. Hiện nay ở xã có rất là nhiều công trình phần việc mà cần sự giúp đỡ của các lực lượng, trong đó đặc biệt là đơn vị của bộ đội trung đoàn 4 sư đoàn 5. Nên là ở người dân ở đây nhiều ngày qua là công tác chuẩn bị về chỗ ở, về công trình rất là nôn nóng chờ đợi các anh về cùng tham gia. Và trong quá trình ở đây 10 ngày công tác dân vận thì người dân chúng tôi sẽ cố gắng cùng tham gia với các anh làm một số cái công trình phần việc mà các đơn vị lực lượng sẽ về đây làm công tác. Quân khu đã xây dựng được 305 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tổ chức khám chữa bệnh cho 25.000 lượt nhân dân và cấp thuốc miễn phí trị giá 3.800.000.000 đồng, chăm lo phụng dưỡng đến cuối đời 146 bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của địa phương ngày một khởi sắc. Những việc làm tình nghĩa đó luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, góp phần củng cố hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc miền Đông Nam Bộ. Từ năm 2009 đến nay là đã 3 lần bộ đội đã về giúp cho bà con, thì tôi cảm thấy cái tình quân dân như cá với nước rất là thắm thiết, nồng nàn. Bộ đội làm xong rồi đã để lại cho bà con bao nhiêu những cái ấn tượng thật là tuyệt vời. Tôi mong sao mà thỉnh thoảng cũng hàng năm thì cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ để bộ đội về đây cùng với nhân dân, cùng với bà con trong các ấp trong toàn xã chúng tôi để thực hiện các cái con đường mà nó lầy lội trước kia, giờ này đã thành những con đường thẳng, khang trang, đẹp đẽ. Là địa bàn trải rộng, quân khu 7 là nơi chịu đựng nhiều nhất sự tác động khắc nghiệt của thời tiết và ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt xung kích trong việc ứng phó phòng chống thiên tai, bão lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân. Mỗi khi xảy ra thiên tai, bão lũ, hàng vạn cán bộ chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện luôn có mặt giúp dân sơ tán, phòng tránh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Sự hy sinh thầm lặng đó làm cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân. Qua đó, công tác chương trình góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, để thực hiện sâu rộng có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng đơn vị tốt, lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác dân vận, mà trọng tâm là nghị quyết số 49 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết 2528 của Đảng ủy quân khu về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với các cuộc vận động cách mạng của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Hướng trọng tâm là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu 7 tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt, Bộ Tư lệnh quân khu đã khen thưởng cho 19 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.